Hello các bạn, đây là con mồn cực kỳ ngu ngốc. Nó không hề biết đếm cái số lượng của nó đang có. Bây giờ sẽ làm minh chứng. Mở file âm thanh. Hay video này nhỉ. Đây đây đây. Biểu hiện mặt nó. Nó nghĩ rằng con đã đang mất, mặc dù nó, con nó đang đủ trong đó. Đây. Và đang tìm con nó hy vọng con nó trên này. Và đang tìm con nó ở đây. Và nghĩ rằng mình đã lấy cắp con của nó. Làm gì có con nào. Mình nhìn mặt coi, mày đếm xem mấy con. Bốn con này, vẫn còn y nguyên bốn con. Mày nhìn cái gì. Thiếu con nào. Thiếu con nào, làm gì có. Trống trơn à, làm gì có. Mà nhìn cái gì. Làm sao. Làm sao. Mày tính làm sao. Rồi đi về đi. Làm gì có con mồ nào ở đây, đi về đi. Lượn. Đếm lại coi xem có thiếu con nào không. Đủ 4 con rồi. Rồi nó nằm lại đè con nó. Rất là thông minh. Bây giờ 1, 2, 3. Như vậy là nó đã đẻ chết một con. Đây này. Giờ đít nó lên là kiểu gì cũng có một con. À đây, may mắn là nó không đẻ. Và mình sẽ cho thấy là một cái video khác nó đã đẻ. Tiếp tục nghịch nó tiếp. Mở cái file âm thanh đó. Mà tiếp tục hoảng loạn. Mới đếm không. Có phải lần này mình nó đã biết mình biết trốn nó rồi. Rút kinh nghiệm. Có nó kìa. Hình như nó đã biết rồi, nó đã biết rồi, nó thông minh hơn rồi. Cho nó kêu lại đi. Làm gì con nào đâu, con nào đâu, đâu đâu, thiếu con nào, thiếu con nào, nói coi thiếu con nào, thiếu con nào, sao nghe cái gì, nói tiếng người con nào, ở đây không có ai hiểu hết á, sao nói tiếng người coi. Tóm lại là cái gì? Thiếu mấy con. Không có hiểu gì hết trơn á. À, tức là trong cái file âm thanh này có con mày đúng không? Ok. Tức là phải lấy cái file âm thanh này cho mày đúng không? Chính xác như vậy. Ok. Ta sẽ lấy con mày nha. Rồi mày xem đi. Thiếu không? Có thiếu không? Nào. Sao? Con mày đây à? Con mày trong cái loài đúng không? Hay ở trên này? Ác dễ sợ ác luôn. Tàn nhẫn. Mày ghê thật đấy. Mày đẻ có 4 đứa con. Bây giờ chắc mày tính tìm thêm mấy đứa nữa. Sợ nhờ. Thông minh ghê luôn á. Thông minh ghê luôn á. Xuống đây xem đếm lại đi. Xem đếm lại có thiếu không.
Đây này, mấy con? Mày đẻ mấy con? Mày đẻ 4 con, bây giờ có mấy con đây? Rồi. Bà này thấy không, à, bà này thấy mèo không kêu là bà đi cũng không biết là mất đâu. Dù con nào kêu nó bà cũng tưởng là con bà. Còn mình sẽ lấy con mèo này. Mà nó không kêu thì con mèo mẹ sẽ không biết. Lấy hết đi thì nó cũng không biết, không kêu là không biết. Nếu như một con nào đó kêu thì con mà mẹ nó mới đi tìm và nó không về. Đấy, còn cho con thì nó không kêu thì nó sẽ nằm, nó sẽ ngủ tiếp. Nhưng chỉ cần một tiếng kêu nhỏ nhỏ con thôi là nó sẽ nhảy lên, nó sẽ công về. Là con nó công, nó kêu tiếng nhỏ nhỏ, thành ra là con mẹ đã nghe thấy, và và nó quay trở lại công về. Và sau khi công một con về thì nó nghĩ là đã đủ và nó không công tiếp. Nó nghĩ là đã đủ rồi. Đó, con mèo này rất là thông minh. Nếu con nó không kêu thì mẹ nó cũng không biết là con ở đâu và số lượng bao nhiêu. Còn con này thì đã bị bỏ rơi. Nếu con nhỏ nó không kêu thì con mẹ sẽ không bao giờ đi tìm hết á. Vì nó nghĩ rằng đã đủ rồi. Không kêu tức là đã đủ. Giống như thầy cô trên lớp là không hỏi thì tức là đã hiểu. Rồi. Sẽ lấy một con tiếp trước mặt nó luôn. Lấy đi nha. Lấy đi này. Lấy đi đó. Ừ đó. Còn con không kêu là nó sẽ quan chẳng quan tâm. Ngủ đi, có mất con nào đâu. Đủ đủ hai con rồi mày cả. Ngủ đi. Ngủ đi, đủ số lượng rồi. Ngủ đi, đủ số lượng rồi kìa. Do con nhỏ nó đang kêu thành ra là con mẹ nó sẽ phát hiện. Nó sẽ tiếp tục không một con về không? Trời, con này công quá là đuối. Nó công khắp khu nhà mà không có được con. Có kìa, có giúp việc trong nhà giùm rồi đó. Mới leo một vòng luôn chứ. Rồi nó công một con, nó nghĩ là số lượng ra đủ chưa? Rồi nó nằm Đúng tiếp. rồi. Nó nghĩ rằng một con đã đủ rồi. Số lượng đã đủ. Này là con, còn kia là bãi shit, đâu phải con đâu. Là vì con nó kêu thì quá trời, nó con mẹ phát hiện ra là tiếng một con. Mày không về nước còn lại. Công rất là khó khăn, con mẹ này thực sự là không có kinh nghiệm công con. Thường con mèo là nó sẽ công ở phần gáy chứ không công phần này nữa. Nó nằm đè con nó không? Trời ơi, xong. Con tam thể là luôn luôn nó bị đè ra bên ngoài. 10 lần hết 7 lần con tam thể bị dồn ra ngoài hoặc đè xuống. 1 2 3 4 rồi. Như kiểu con này là rất là ghét con tam thể luôn. Ok, video gia đình mèo tới đây là kết thúc.